Xin chào mọi người. Sau khi rời khỏi làng chài Ine và ăn trưa xong, thì đoàn của mình đang chuẩn bị để tham quan một cái thắng cảnh có tên là Amano Hashide, nằm ở phía bắc Kyoto. Và thắng cảnh này là một trong ba thắng cảnh ven biển đẹp nhất ở Nhật Bản. Để mà dạo cái thắng cảnh này á, thì ở đây người ta có một số các dịch vụ, đó là đi cáp treo lên một cái khu vực cao hơn để nhìn xuống thắng cảnh, hoặc là mọi người có thể là đạp xe đạp trên cái bãi cát của thắng cảnh ha. Nhưng mà do trời mưa, hôm nay trời đang mưa, cho nên cái dịch vụ mà đạp xe đạp á, thì người ta không có cho chạy, bởi vì người ta sợ nguy hiểm. Và bây giờ á, thì bên mình đang đi lên cái khu vực để mua vé đi cáp treo. Thì cáp treo này nó cũng có hai loại. Một loại á, là cáp treo mở, nó là cái cáp treo mà thời xa xưa đó, có cái ghế ngồi. Và một cái nữa là xe kéo, là một cái cáp kéo ha. Thì cũng do trời mưa, cho nên là cái cáp mà ngồi cái ghế mở á, là có thể nhìn xuống thắng cảnh đó, thì họ cũng không có cho hoạt động. Họ sợ gió té cho nên họ không có cho hoạt động. Và bây giờ thì coi như là bắt buộc lựa chọn còn lại duy nhất đó là mọi người sẽ đi cái xe kéo ha. Thắng cảnh này á, thì nó là một cái dải cát, một cái bãi cạn, một cái dải cát thì nó sẽ bắt ngang, gọi là vắt ngang đó, và chia đôi cái khu vực vịnh này. Và ở trên đó thì sẽ có rất là nhiều cây thông, và người ta thấy là nếu mà mình nhìn ngược lại thì có cảm giác là cái dải cát này sẽ kéo lên trời. Kéo lên trời nha. Cho nên họ gọi nó là một cái cây cầu lên trời, gọi là thiên kiều. Ở chỗ này á, là cái chỗ để đi cáp kéo ha. Thì bên mình bạn hướng dẫn viên mới vừa mua vé xong, và bây giờ đang đợi cái chuyến kế tiếp để mà đi. Xe cáp kéo này thì mình đã được trải nghiệm khi mà mình đi Thụy Sĩ và khi mà mình đi lên Mỏ Múi. Thì cái đợt đó thì khi mà lên Mỏ Múi thì cái độ dốc nó sẽ cao hơn cái chỗ này, còn chỗ này nó sẽ dài hơn. Bây giờ thì đang có Ê, một chiếc xe cáp kéo bấm ra nhanh quay nhanh lên. xuống, thì một lát bên mình sẽ đi cái chiếc này để đi lên. Ở cái khu vực này á, thì họ cũng trồng rất là nhiều cây hoa anh đào nha. Một lát đây á, thì bên mình nó sẽ quay cái cảnh mà xe kéo đi lên, nhưng mà sẽ quay ở hai góc, một góc ở đường phía giữa và một góc ở một bên có cây hoa anh đào. Đây là cái góc quay bên trái khi đi lên, và ở cái góc quay này mọi người có thể nhìn thấy cái gọi là cái cáp treo mở đó. Cái cáp treo mở là nó sẽ có những cái chiếc ghế đó, mọi người thấy ha,
Mỗi người sẽ ngồi ở một chiếc ghế để ngắm xuống phía dưới cái vịnh. Thật ra nếu mà trời không mưa mà ngồi ở cái ghế mở đó và xung quanh là những cây hoa anh đào thì phải nói là cảnh sắc rất là đẹp. Nhưng mà nói chung là hơi tiếc ha. Hơi tiếc là trời cũng đang mưa, không quá lớn nhưng mà cũng khá là lớn. Cho nên là không có trải nghiệm được cái ghế đó. Trong cái khung hình thì mọi người cũng thấy là hoa anh đào cũng đang nở rất là nhiều. Sẽ thấy là ở bên cái đường mà cáp treo mở đó, cái bên cáp treo mà là cái ghế ngồi họ đó đó, thì ở phía dưới họ cũng có để lưới nha, họ có để lưới để lỡ có gì thì giữ được cái an toàn nha, họ có lưới lót ở phía dưới. Còn ở đoạn video này á, thì cũng là cái đoạn đường xe kéo đi lúc nãy nha. Nhưng mà ở cái góc quay này là góc quay chính diện khi mà xe kéo đi lên. Cầu đang lên. Hôm nay muốn có cấp treo này. Thì thật ra khá là tiếc nuối khi mà cái ngày hôm nay á, là cái ngày đi những cái điểm tham quan mà ít có tour nào có, tức là làng chài Ine và cái thắng cảnh Amano Hasidê này. Nhưng mà trời thì lại mưa, mưa cũng khá là lớn, nói chung là không phải là lớn, thật là lớn, nhưng mà nói chung là phải mặc áo mưa và che dù, cho nên mọi người thấy là cái khung cảnh khi mà quay thì nó khá là mờ ảo chứ nó không có được đẹp. Nếu mà ngày hôm nay mà là một ngày trời nắng đẹp thì phải nói là sẽ rất là tuyệt vời. Cái đoạn này á là cái đoạn mà người ta làm hai cái đường ray, thì xe kéo lên xe kéo xuống sẽ tránh nhau ở cái đoạn này nha. Còn những cái đoạn đường ray còn lại thì chỉ có một line thôi, họ chỉ làm một đoạn ngắn khúc này để mà hai xe đi lên và đi xuống tránh nhau. Do đó khi mà họ vận hành cái xe này thì họ cũng phải canh giờ rất là kỹ. Cáp kéo nó rồi nó phải kéo lên, cáp kéo bên này này kia đó, cái ghế đó kéo cổ hai chân cổ mà bây giờ lên đứng đấy coi giống đi đâu này đây. Thì giống như lúc nãy mình nói á, thì để trải nghiệm cái chỗ này thì có hai cái lựa chọn là đi cáp treo này hoặc là đạp xe đạp. Thì lúc đầu mọi người trong đoàn cũng rất thích thú là định là sẽ đạp xe đạp, trải nghiệm đạp xe băng ngang luôn cái dải cáp đó. Nhưng mà rất tiếc là họ đã đóng cái dịch vụ đó và không có cho hoạt động. Rồi sau đó thì khi mà quyết định đi cáp treo thì mọi người lại muốn đi cái cáp hở để ngắm cảnh cho nó đã, nhưng mà trời mưa tạt quá thì nếu mà ngồi cái cáp hở đó thì chắc chắn là sẽ ướt nếu mà không có áo mưa. Nhưng mà bên Nhật thì họ đảm bảo an toàn nên họ cũng không có cho mở cái dịch vụ đó luôn. After stopping,
The doors on the left side will open. Passengers near the doors, please be careful. 停车后. Ở trên đỉnh đồi này thì cũng sẽ có rất là nhiều những cây hoa anh đào. Ở đây thì mình đang chụp một cái cây hoa anh đào này thì nó đã nở xong rồi. Và mọi người thấy là nó đã ra lá non rồi nha. Những cái màu nâu nâu có nghĩa là lá non đã ra rồi. Thì bây giờ sau khi lên tới đây thì ở đây á, là cái họ có dựng những cái gốc để mọi người có thể nhìn xuống cái vịnh. Đó, ở đây là mọi người thấy một cái dải đất bắt ngang và chia đôi cái vịnh đó. Thì ở trên đó là người ta trồng những cây thông, nghe nói là vài trăm, gần 1.000 cây thông ở đó. Cái dải đất này là cái thắng cảnh, là cái điểm nhấn ở cái khu vực này. Nó được gọi là một trong ba cái thắng cảnh đẹp nhất dọc theo bờ biển của Nhật Bản nha. Và mọi người thấy cái đường từ phía dưới đi lên cái khu vực này thì họ đã trồng rất là nhiều hoa anh đào. Nếu mà trời nắng thì cái màu nước ở khu vực này sẽ rất là đẹp. Nhưng mà do là trời mưa cho nên không có thấy được cái vẻ đẹp của màu nước. Ở cái khu vực này họ cũng có dịch vụ đi thuyền để ngắm cảnh và cho hải âu ăn ha. Thì một lát sau khi ở trên này xuống thì đoàn mình cũng sẽ được trải nghiệm cái dịch vụ đó. Thì mọi người đứng ở đây nhìn xuống cũng thấy những chiếc tàu đang chạy, thì đó cũng là những chiếc tàu mà du khách đang trải nghiệm ngắm cảnh. Và cái đặc biệt là ngắm cảnh và cho hải âu ăn. Thì mọi người thấy đây ha, là một cái khung cảnh của cái thắng cảnh này. Cái điểm nhấn của nó là một cái dải cát, một cái bãi cạn bắt ngang từ bên này qua bên kia vịnh. Một lát nữa sẽ có một cái chỗ, thì ở cái chỗ đó thì mọi người sẽ đứng ở đó nhìn ngược lại nha. Mình sẽ cúi đầu xuống, mình nhìn qua hai cái gọi là nhìn qua hai cái chân mình, nhìn ngược xuống, nhìn ngược lại để nhìn thấy được cái dải cát này nè. Nó sẽ vắt lên trên trời. Nó sẽ vắt lên trên trời ha. Mình có trải nghiệm cái đó. Đây là ha, mình đang làm theo hướng dẫn là sẽ nhìn ngược lại để nhìn thấy cái dải cát đó nó đi lên trên bầu trời. Thì đúng là như vậy nha. Chỉ có một cái là cái lúc mình đang nhìn thì trời nó rất là âm u. Trời nó hơi tối tối cho nên nhìn nó cũng không có được thích lắm.
Ở đây họ cũng có bán cái mô hình cái xe kéo. Một số bạn nhỏ thì cũng thích mua cái mô hình này. Bây giờ thì đoàn mình đang đi xuống để đi trải nghiệm, đi tàu ha, đi tàu trải nghiệm cho chim hải âu ăn. Thì cái phần trải nghiệm cho chim hải âu ăn đó mình sẽ để một cái video khác. Cái khúc này thì quay xuống thì mọi người sẽ có thể nhìn thấy cái ghế nè, mấy cái ghế cáp treo nhìn rõ hơn một chút xíu. Lúc này trời vẫn còn mưa, nó chỉ là hơi mưa hơi nhỏ hơn lúc nãy một chút chút thôi. Nếu mà ngồi cái cáp treo mà ở đó thì sẽ có thể ngắm cảnh như thế này ha, có thể ngắm cảnh nhìn xuống cái vịnh cái kiểu như thế này. Một hàng hoa anh đào đang nở rất là đẹp, nhưng mà mưa âm u quá cho nên là quay lên thì nhìn nó cũng không có được rõ lắm.